Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị ha. Thì hôm nay mình tiếp tục đến nhà vườn của em Cảnh Linh, có một số hoa mẫu đơn gồm rất là nhiều loại, đặc biệt hôm nay là vườn trang sen xưa đang phun hoa và một cốt rất là đẹp quý cô chú. Hôm nay mình báo giá chi tiết nha. Đặc điểm của cái dòng hoa này thì cánh tròn và cái búp này nó giống rất là giống như hoa mũ và hoa giả vậy quý cô chú. Khi mà đến đạt cái độ phun hoa thì quý cô chú mình chịu không nổi luôn. Và hôm nay mình chi tiết rất là nhiều loại. Đầu tiên đó là trang sen xưa đang lên phun phủ hoa hết, cực kỳ đẹp luôn. Đây, nó lên tới độ đạt đỉnh hoa của nó là nó như vậy nè. Và mình sẽ báo chi tiết mình lô trang sen này nó có hai size, size nhỏ và size lớn nha. Mình đo cái size lớn trước đi cả này. Cây cái tàn tròn mịn. Size lớn 1m35, chiều cao. Tán ngang này 95. Một cốt sạch luôn quý cô chú. Này trồng lâu lắm mà quanh được 10 anh. Quanh 10. Này còn đế nguyên chưa khui gì chân nha quý cô chú. Thằng này được 48. Rồi. Rất là mạnh luôn. Đây cây này nữa nè. Nó đồng trạng nhau cái size lớn nha quý cô chú. Rất là đẹp luôn. Mình đi dài ra đi. Cái lô này số lượng cái size lớn đạt tầm khoảng 20 cây quý chú ơi. Quý chú nào tranh thủ thì yêu thích cái dòng này thì mình sở hữu ha. Còn cái size gớt lại thì cũng đạt tầm khoảng vài chục cây, nó hơn cái size lớn. Cái form tàn này. Đây cảnh. Size lớn nè. Cái này thì nó ra tới 1m1. Rồi mình dao động cái size lớn là từ 90 nha cho quý cô chú. Kéo cái thước xuống nó xuống tí nha. Bằng ngang cái form tàn luôn rồi. 1m15. Nè, cái tàn nó tròn vo vậy nè, là size lớn là dao động từ 90 trở lên nhưng mà đó hoành cũng 10 trở lên đây. Rồi, cái size lớn này mình tính 10 trở lên đi hoành luôn. Có khăn được 45. Rồi, cái size lớn này mình báo giá lẻ mỗi cây luôn cảnh. Dạ 700 ngàn anh. 700 ngàn, size này size lớn, size già nha quý chú. Đó, form nè. Size gớt lại thì nó cũng có đa dạng, là gớt lại là từ 90 trở lại, giống như form tàn là 90-85 rồi quý chú. Nó một cốt nó form tàn đặt kẹo vậy nè. Đây như mấy cái size này là gớt lại nè. Mà em đo cái size lớn gớt lại đi cảnh. Một cây đại diện ha. Dạ, size gớt lại chiều cao nó 1m15. Kẹo búp hết trơn. Tán ngang này nó cũng 75 anh. Hoành này là gớt 10 á, từ 7 9 8 7 rồi quý cô chú. Dạ. Nhưng mà mình đo này là trên nha, ở dưới này là em đo sát coi, tại vì cái đế này mình cái thân là mình phải đo sát cái đế rồi. 10 gửi luôn, 10 gửi luôn. Nhưng mà mình gớt lại là từ 10 trở lại là nó là size nhỏ. Rồi cái size nhỏ mình giá 500 ngàn thôi. Size nhỏ là 500 ngàn, size lớn là quý chú. Phải nói cái vườn sen xưa này phải nói nó phun mặt hoa chịu không nổi. Cái dòng này ít người trồng lắm. Đây như size lớn nè. Size này cái hông tàn nó tròn giống như trái banh ha. Đây nè. À, cây này thì có cái thân lắc mà nhưng mà thoát thân thì nó hơi thấp tí. Cây này nó lùng lực rồi, em đo chiều cao với tán ngang lại cây nữa. Cái này là size lớn mình đo hào hào lại. Này nó 1m05. Rồi 1m05. Tán ngang này là 95. Đó, bao quý chú mình là size lớn là từ 90 trở lên nha. Hoành này tới 11 gữ rồi. 11. Này thì thoát thân hơi thấp. Thoát thân nó được 38. Rồi 700 ngàn là bao phí ship, bao phí vận chuyển cho quý cô chú mình về tận nhà luôn nha. Cái lô này thì nó có tầm khoảng 4 mấy cây, nếu mà lấy hết lô thì giá sẽ khác ha. Dạ. Sẽ mềm. Rồi tiếp theo có một cái lô Mỹ Hồng. Phơm tròn vo luôn quý cô chú, giống như trái banh luôn. Rồi xài cái lô này mình cho giá luôn cả nơi này. Dạ. Cái lô này chắc cũng vài chục cây. Cao 1m1 tán ngang luôn. Mét giữ, tính 1m4 đi. Chị hao. Form đều đặt ha. Ôi hoành này lực. Hoành tới 15 luôn đây. Hoành 15. Này cái đế còn khui được nha. Tốt thân 20. Này là một cốt lùng lực nha. Đây có một cốt nữa. Ho. Cái tàn tròn vo luôn. Và một cốt lùng lực thì thoát thân từ 1 tấc cho tới 2 tấc trong thân nha con luôn. Đây cái đế cây này là hình như là có khui sẵn nè. Đế tròn vo. Rồi đế nó cuộn nè quý cô chú. Đó, nó cuộn tứ diện ha. Đế chảy. Rồi như Mỹ Hồng này mình cho giá luôn cảnh. 450.000. 450.000 mỗi cây lẻ ha. Mình bao phí ship, phí vận chuyển về tận nhà. Mỹ Hồng. Đây cây trang sen nè. Rất là đẹp luôn. Đây.
quý cô chú mình xem tham khảo lựa chọn những cái cây ưng ý nha. Bị hồng cái tàn tròn vo rồi. Nổi ấn tượng nhất là cái dòng trang sen xưa. Rồi mình đo một cái cây đem đỡ nhung tiếp theo đi. Cái đỡ nhung mình báo giá quý cô chú mình nha. Chiều cao được 1m15. Tán ngang được 1m3. Tán siêu tròn luôn ha. Có đế. Hoành được 13 nữa nè. 12 đi. Tóc thân này 38. Rồi, đỏ nhung lá bóng lá nhựa quý cô chú. Ồ, phơm tàn tròn vo. Đây, như quý cô chú mình lấy cái phơm mà con lại thì muốn lấy thì lấy nha. Này cái size nó cũng vậy nhưng mà tại vì nó ra hoa vậy. Cái mình con lại là nó đặc vậy đó. Rồi cái đỏ nhung này giá 400.000 bao phí ship. Đây đây đây, có cây này có đế quý cô chú. Đỏ nhung á. Tại vì những cây này mình tưới nước á, mình xịt đế là nó nơm lên vậy nè. Một cốt dáng trực thẳng luôn. Kỳ ha. Rồi tiếp theo mình đi tiếp theo mình sẽ báo giá một cái lô hồng hường đỏ lá trung quý cô chú. Hồng hường đỏ đổi màu ở miền Nam. Chiều cao này được 1m3. Cao 1m3 tán ngang. Tán ngang này 1m1. Ok này có đế trượt lên rồi nè, không có dọn quý cô chú. Quanh này 11 anh ơi. Rồi quanh 11 nè, đế nó chạc ra tới đây nè. Tăng này được 55. Tăng còn do chứ. Tăng nói chung là rất là đẹp luôn. Rồi giá luôn 400.000 bao phí ship luôn. Đồng giá với đỏ nhung nha quý chú. Đây đây cái phơm tàn nè. Ồ nó tròn vo vậy nè. Đỏ nhung bên này thì cây rất là đẹp luôn. Ở đây là làm là nói chung là trồng cái mô hình công nghiệp mà, nhưng mà làm tàn rất là kỹ luôn, cây nào cái nấy đế đẹp và tàn đặc luôn. Thôi ôi cây này nè, anh thích nhất cây này nha. Này là lên cái chậu mà có cái đế xây á quý cô chú. Đó, bao phí ship về quý cô chú mình là phải nói là 400.000. Bên này có một cái cây vàng ta nè. Vàng ta, vàng lá trung, đủ màu cho quý cô chú mình sưu tầm luôn. Cao 1m3 anh ơi. Tán ngang này 1m2. Vàng ta. Vàng lá trung. Lá trung quanh được 10. Cái này cái củ đế này chưa cạp nè. 60 sóc. Cái này về quý cô chú mình lấy kìm mình cạp mình dọn đế rồi ha. Thân rất là già, cái đế còn sâu chứ nha. Đây, cái này nó còn tùm lum vậy nè, được chưa nè. Một cốt thân sạch thân nở. Vừa lắm anh ơi. Rồi, giá mỗi cây luôn em. 400.000 anh. Rồi, 400.000 mỗi cây đỏ nhung ôi vàng ta như thế này và đỏ nhung với mỹ hồng là đồng giá quý chú. Trang sen cái dòng này thì phải nói là rất là đẹp và cái nguồn hàng thì ít nên cái giá thì nó sẽ dao động khác nha quý chú. Rồi mình sẽ đi tiếp theo ha. Dạ tiếp theo thì chia sẻ báo giá với quý cô chú cái lô vàng cam, còn gọi là vàng lá bơ quý chú. Hiện tại Thái đang đứng trên cái bờ, cây này cũng trồng ở dưới ha. Thì quý cô chú mình hình dung được cái phơm tàn nó rất là khủng luôn. Cây mình đo cây này mẫu trước đi cảnh ơi. Cái lô này thì đỏ nhung và vàng cam mét tư nói chung một loại lá cam ngay mét tư. Cái này tán ngang đo nếu như thẳng thước từ cái phơm bên này là qua bên kia là tầm khoảng 1m6 1m7 của chú, tính 1m5 thôi. Cây rất là khủng luôn, đặc biệt cái lô này là một cốt hết nha. Quần trên vị trí em đo trên đây là 10-15 rồi. Rồi 14. Cái này cũ còn sâu lắm quý cô chú ơi, chưa có khui nha. Đây nè, đó thân này tầm 38. Và cái dòng hoa này nó rất là đẹp, nó nổi mà khi mà hoa nó sắp sửa tàn thì nó ngã sang cái màu hơi đỏ đỏ hồng hồng nè vậy nè. Rồi mình cái này đỏ nhung cũng có chung luôn hả cảnh? Dạ cũng có này, để anh lên bờ chứ. Thôi cái cây cái tàn này thì khỏi nói rồi, tàn này nó khủng khiếp luôn. Tàn này chiều cao tầm khoảng 1m7 á, tán ngang này cũng cỡ 1m7 luôn. Quành thì dao động cũng cỡ 14-15. Đó, một cốt sạch nha quý chú. Size này là size lớn nha. Đây, củ đế chưa dọn này về quý chú mình cạp lại ha. Lấy kìm mình cạp lại là thân rất là đẹp luôn. Cái này lên cái chậu một cái này thôi. Và chung giữa màu vàng và màu đỏ nó rất là nổi luôn.
Rồi cái xe lớn này mình không để ấy, mình báo giá luôn cả anh ơi, bao phí ship luôn. Xe lớn này là tới nhà, ship tới nhà là 600 ngàn á. 600 ngàn mình bao phí ship, cây này là loại cái dạng lớn nha quý cô chú. Rồi mình đi dài ra mình cái xe nhỏ. Cây này thì cái tàn nó cũng khủng khiếp luôn, nó chịu không nổi mà nó ngã luôn. Khủng khiếp luôn quý cô chú ơi. Nè. Cái hoa của nó độ sải hoa thì quý cô chú biết rồi, đây nè. Một găng tay không giáp luôn đây. Cái này số lượng ha. Cũng ít, nó tầm khoảng mười mấy 20 cây hàng lớn nè. Mười mấy 20 cây hàng lớn. Cái lô này thì cái hàng lớn vậy. Còn cái lô nhỏ rớt lại để mình tìm một cây mình báo giá quý cô chú mình luôn. Đây. Cái hoa nó to vậy nè quý cô chú. Đây hoa là nó lên nó điểm vậy nè, dòng này vậy đó, rất là mượt. Cái size nhỏ rớt lại nó nằm ở dưới, mình để mình xuống dưới mình đo cảnh ơi. Rồi em đo luôn đi. Đây cây này thóng nè. Cây này thóng là mình qua mình đo cây này. À, cho quý cô chú và cô bác mình, anh chị em mình dễ hình dung. Nó cũng 1m4 anh ơi, chiều cao. Tán ngang này 1m2. Rồi. Cây bột cốt cái form thoát thân rất là đẹp luôn. Vị trí em trên đây là tới 12 đó, gần 13 luôn. Đó 12. Trên nha. Con này còn khui dưới được nữa nè. Đây có 13 4. Thoát thân là 50 nữa. Rồi cái xe nhỏ này mình bao phí ship mỗi cây 400 ngàn. Rồi 400 ngàn cho mỗi cây như thế này. Form rất là tròn. Nó cũng xây xích 80 quý cô chú ơi. 80 luôn á. Form rất là tròn luôn và hoa rất là tươi nha. Đây này, góc dữ luôn. Này chưa khui xuống nữa nè. Này mà khui xuống củ đế dưới nữa thì thôi luôn. Thân rất là sạch nha. Lên tay cành đóng đặt cái lô này. Một cái màu này quý chú mình về lên cái đô mình để ha. Hồi con nó gực kìa. Màu rất là tươi. Cây mỹ nhung nè. Này mình đo một cây đại diện đi. Mét tư chiều cao. Ngang này 1m. Một cốt nha, cốt mỹ nhung. Này được 8 anh ơi. Thoát thân này hơi dài mình nhỏ. 65 thoát thân. Quý chú mình tùy theo cái đặt cái thoát thân đi ha. Thoát thân nếu như muốn thấp thì mình đặt thấp. Và cái giá luôn cảnh 350.000 anh. Rồi 350.000 size này là size nhỏ ha. Trời ơi hoa lên rồi quý chú. Tay là cái gan tay mình không có thấm thía hết trơn đây nè. Ôi ôi. Đi dài qua anh kia mình tới cái lô hơi cái size hơi lớn hơn tí đi. Nó nở bữa nay full hết trơn luôn quý cô chú. Gió. Lá xanh mướt ha. Tại vì cái độ tàn của nó quý cô chú quá xá, nó nặng luôn rồi nó mang hoa cái đó nên nó phải ngã. Tàn không qua đằng kia có mấy cái mẫu đằng kia để mình lại mấy cái mẫu đằng kia. À, cho quý cô chú mình xem cái độ hoa của mỗi cây nha. Đây mỹ nhung nè, hoàng cam là lấy sỉ thì từ 10 cây 20 cây gì đó thì cứ liên hệ nha, mình báo giá đây là giá lẻ mỗi cây bao phí ship. Quý chú mình có điều kiện đến vườn thì giá còn khác nữa. Hoa xa hoa lợn quý chú ơi. Lô vàng cam này phải nói một cái màu rất là đẹp luôn. Rồi tới nãy giờ đi nãy giờ tới cái cây này là cây mẫu của cái size lớn. Cao này 1m5 nè. Cao 1m5 tán ngang luôn. Hết thước không đủ thước rồi. Lá xanh xanh mướt. Quanh 14 anh ơi. 14 này trồng trên trên mô. Rồi cái size này giá 450.000 á. 450.000 là bao phí ship ha. Giá lẻ. Mỗi cây. Ồ cây này có cái đế nè. Đế này là vàng cam. Đây. Nó ngã nó lật đế lên rồi nè.
này vàng cam, và cái form bên này là quý chú tròn vo luôn, khủng khiếp luôn. Cây này thì cũng dữ dằn luôn. Thân một cút, cây vàng cam này cũng có đế luôn nè quý chú, nó một cục ở dưới này nè. Ôi ôi, đế nó chảy nè. Bên này nguyên một gùn bên này nữa nè.